Mẫu SUV cỡ C nhà Havan được trang bị hai tùy chọn động cơ 1.5 lít và 2 chấm. Xe có nhiều chiều dài cơ sở 2.738 mm, màn hình giải trí dạng cảm ứng kích thước 12,3 inch, giá bán từ khoảng 404 triệu đồng. Havan Midtop 2024 có lưới tản nhiệt dày hơn so với đời cũ, cộng logo Havan cỡ lớn, tấm ốp bảo vệ màu bạc, đèn pha tròn đặc biệt. Midtop 2024 sở hữu chiều dài 2738m, chiều dài cơ sở 2738m, kích thước dài rộng nhân cao là 1620 x 1890 x 1780, phản sáng gầm xe 200mm. Mẫu SUV cỡ C này đi kèm bộ la răng đường kính 18 hoặc 19.